Chúng ta cứ đứng thì tôi xin đọc câu kinh thánh này. Tâm đô sốt nào bản đúng ngơi họp là thích tạc lờ này chỉ đi tên hẹ oanh tạc lờ cực tên rạc. Như là kia tu huê còn xài chí tế mà phùng hẹ. Chính tu huê còn phục lâu ăn mà phùng hẹ. Nào chạc oanh mà là tây tạc lờ mì băng. Bù mà là tạ mò băng chính nơm hít kết hân. Chính nơm lào nhạc. Chính bản đu nào thươi. Chính bước nó rò. Chính quài bản đập bản. Tôi chạy quanh chỉ đi nào đắp bàn bằng át hôm bà bơ một bèo lò chỗ. Cú tạc lơ sư ngà đách đào viết chiên tạc lơ bì hà đách bằng. Kê mà bòn hà đách này cụ nấp chỉ đi nức nhiên bằng mà nào nè lê nê. Chỉ đi sòng sàng. Tạm bơ bao tắt nó rò. Mà nuôi nhầm tu nà bà hê hoa ta hàn mà bư an nào này. Hè rắc trong tam đông đứ. Chỉ hề một nạ kia, xâm ụt bác hà rạc tầm nào ngồi tầm bàn tên này, chỉ hề rạc rìa ngoài phía ạc. Nào bù nách đồng. Amen. Chân hai cú. Mrong ai kêu ba. Chân cung ba. Mà lẽ ngồi. Nạc xa hè tầm quanh ra. Mâm hay là. Kêu chân cung ba. Mà lẽ ngồi phung cho hè tầm quanh ra. Amen. Tôi xin chào tất cả gia đình chúng ta trong Chúa. Cảm ơn các vị mục sư, truyền đạo và tất cả hội thánh chúng ta có mặt ngày hôm nay. Vậy chúng ta rất là vui, dù thời giờ rất là bận rộn, nhưng chúng ta cũng dành thời giờ đã đến với nhau ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay, năm nay hình như Giáng sinh tệ nhất cho khắp nơi trên thế giới, không riêng ở nước Mỹ chúng ta. Nana nompu nào, Noel nam ai chi nompu nào, ngọt ngân tầm áp tốc lam gor, mô ên mà primi hạ thơm ô chình. Kế hình nghi ra đông màu cha màu tầm qua lô. Còn ông bước kê tầm cao là màu xóm. Có hội thánh không dám mời ai. Tại vì hôm nay mùa này dịch bệnh rất là phức tạp, làm cho con cái Chúa rất là sợ sệt, không có sự yên tâm. Mô kiên hạt đập banh chung pri war nế nà ra bà bà rõh mỹ bà rõh bước bà rõ con, bà rõ u rõ xài. Có người mất cha, có người mất mẹ, có người mất anh, mất em. Cái sự bình an mỗi người chúng ta không còn. Như nào đập banh là ra tầm áp nó mà môn kia ô chuyện. Khá ta làm một kia nó đập banh. Chỉ đi lẽ ngôi chen ra kia mặt rê. Dược ra mặt quanh ra. Dù chúng ta không có sự bình an thế giới, nhưng anh em chúng ta luôn bình an trong Chúa. Đó là điều chúng ta rất là vui mừng. Dù thế giới này như thế nào mà chúng ta luôn bình an trong quyền tay, bàn tay quyền năng của Ngài. Amen. Lẽ ngôi nhà tôi ao ua rung răng. Lẽ ngôi nhà nạc xa kia ấp tin nào tất. Và khăn ai mây chỉ đi cướp hèm mát. Chỉ đi đập bánh tầm quảnh ra. Thưa đông hay là anh chung. Amen. Là ua rung đủ. Trong tâm hè họ thơm chứ ta. Đập bánh tầm nền tù. Ta là hai huynh bà cháu bà ma, bà nắp bà coi hê, bà chi bà cháu bà ma, bà nắp bà coi chung bì quát nè, mô kết hợp đập bằng. Nếu chúng ta đứng ở đây, chúng ta nhìn xung quanh thế giới trên tin tức trong đài không còn có chỗ nào mà để bình an gì hết. Mà câu kinh thánh này làm cho nói cho chúng ta là bình an dưới đất. Vì nào bà đúng ngay ai chung bù nào là đập bán tên hành thù. Thì nà ra hay là tăng tốt kiện họ đập bàn. Nàng ai ớt con đi hay nà ra ôm nào này. Chắc là nhiều người ngày hôm nay có câu hỏi này rất là lớn. Bình an ở đâu? Tại sao bình an không còn nữa? Bình an ở đâu? Đang tìm. Có người đang tìm cái điều đó. Nàng ai ớt nà ra ôm nào hay chơi nào đập bàn. Đông mà chơi.
hè sau đông đông mà rò đông mà chơi đông mà kia nào rung răng rì ipuk nào hèn tin ra đậy mùng ăn mà phun cho hè ipuk nào hèn tin ra tình chơi hôm quanh ra đập mân hãy tìm kiếm Chúa bình an, chỉ trong ngày chúng ta mới được bình an, chỉ trong ngày chúng ta được yên tâm. Ngoài Chúa dù chúng ta tìm bao nhiêu chỉ là mất an. Khát là tâm cái nông tâm của anh mới hay đập bàn và tí của anh mới hay một kia đập bàn ô khát là hay chơi bù nông là tâm tâm xịp lộ át cái nông kia nào ô á rung răng thơm tờ này rì ipuk nào hè ôi tâm bà anh thê lộ nà ra chì nè tình chơi hôm của anh mới đập bàn nào á lẽ khớp ôi chân trôl ôi chân cá nào đi xin và lẽ ngôi phùng cho hê chỉ dầm áp tốc làm gồm hê tình chôi nà ốc tiên nào tình chôi vì là đông mà chôi chỉ đi con ông rõ hê tình rõ thơm nà mồm vì là nào ô á ách kê tầm hê chân phân đu co là nghi phân đu phùng cho hê hê oanh trong thầm thương à hê cho ách cười ngoài tình cho hôm qua anh ra đập ban ước tình cho mà nuôi nấm hay là đấy tâm nào dần thì lạc ra muốn tìm kiếm với tâm lòng thành thật thì phải có gì có Chúa ước tình cho chỉ đi mà nuôi nấm hay là đấy anh tình cho chỉ đi anh kết qua anh ra nãy ra hay sáng nào đi xin hay là tình cho ấp tin nào hay tình chơi nào nào đi xin bầm nào đi xin hay ngày sắc nào tình chơi nào buông cho ao ngút dần thì là chúng ta tìm kiếm cơm áo gạo tiền mỗi người chúng ta sáng dậy sớm coi thì giờ đồng hồ chúng ta có thể chạy đến công ty cho nó kịp giờ nàng ai hay tình chơi nào áp năm hè u là sai o con là anh chót tập bùn tình chơi nào đi xin mà ngày sắc màu đậy phun nhiều. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay đang tìm kiếm cái đời sống ngày hôm nay. Cơm áo gạo tiền không bao giờ, người không bao giờ thiếu điều đó. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay tìm kiếm một đấng bình an. Chúng ta là hay tình chơi, nào hay tình chơi mà nào đi xin ngày sắc. Hay chơi ấp tìm, giờ này đồng mà chơi, đồng mà rọc. Thì nào khai ra ổn hồn hồn hay tình chơi, quay ra mà nuôi nằm đến đấy. Anh hay tình chơi kết quả anh ra chạy quay. Nào nay xin khai anh hãy tình chơi anh kết quả anh ra chạy quay tầm hề chiên khai ngân lâu áp răng đu tên răng đu con nghiệp ra hề. Nào tình chơi ta là hề mô chơi hề nê ô mô anh ốc quả anh ra chạy quay tầm hề hề lẽ nào hãy tình chơi tầm nà phải coi chứ mô là chỉ nạp ai mà ra rõ. Dù chúng ta tìm kiếm như thế nào trước đây, năm trước đây, tháng trước đây, thì nếu chúng ta không để Chúa cai trị đời sống cho mỗi cá nhân, thì cái sự tìm kiếm chúng ta luôn luôn mắc án. Ta là hãy một anh của anh ra, tôi muốn hãy tình chơi của anh ra, mà một cái ô nguyên hâm này là đấy, hãy tình chơi, đông mà chơi. Nông phu kia nào ô rung răng thương mà hãy. Ơ nguồn ổn nồn. Nào quay mẹ sức kích chủ tế ta nè tàu à lạp bè ở bên nam ở lào chi. Vì nào đi xin con đi hè nà ra một kia nào đập bàn. Rõ nào đập bàn. Một hôm sau nào đập bàn. Vì là con đi hèn dùn coi đặc quay mẹ. Vì con người chúng ta không muốn tìm kiếm Chúa nữa. Không muốn tìm kiếm cái sự bình an của Ngài để gia đình mỗi cá nhân để có sự bình an điều đó. Vì áp nam hèn nà mỗi chỗ tình chơi nào đập bàn quay mẹ. Tình chơi nào xa nào rung nào nào lư buồn đòn là chúng ta chỉ tìm kiếm cái danh vọng ở đời này thì luôn luôn con người chúng ta luôn quay mặt với đấng tạo hóa. Ý quan ra hèn dun coi hèm hôm ô tình chơi quan ra ý là mất bự ta là hãy ăn quan ra chết oanh ăn quan ra mất mơ ăn quan ra tay riêng một con ông nào đập ban đấy chỉ là ai thưa một mâm nào bằng là thầm dừng đồng chỉ đi nào đập bắn băng át thôm bà bơ mô plau lô chỗ. Vì ta là hãy ấn của anh ra chạy oanh mà hề.
mất mơ hè thì nào đập ban băng tình rồi hè một con năng na ra ư chị ơi ta hơi biệt ba bơ nó ro ngần nhìn thì tầm nào dần để làm ra nếu chúng ta để dành Chúa để Chúa cai trị chúng ta cái sự bình an của Ngài cứ thêm mãi dần là cái trừ thế mãi ở đây không ngừng luôn luôn đầy dẫy sự bình an luôn luôn gia đình chúng ta luôn bình an dù thế giới chúng ta như thế nào thì cái sự bình an ở trong gia đình cái trong lương tâm của chúng ta trong đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta luôn bình an đó là điều đời sống có Chúa cai trị nay chỉ nào đi xuyên hay ân cai mà chạy oanh khai ta lang nara onu onu hay tiệt mắt hay ngọt ruồi hay u a rung răng chỉ nào đập bắn ắt cú tâm hay bò tâm đồ sốt nào chế đồng Jeremy có vẻ sinh trọng trên bài lạc ra khăn mây chơi khăn mây mà chơi cướp chỉ đi chơi mấp cướp là khăn mây tình chơi mà lẽ nuôi nâm ai chừng nào bạn đừng ngồi là mà phụng bọn là Israel tôi mong này bọn là Israel tầm đồ sốt Esai hề rắc nữ bọn là Israel khăn băng rõ nào đập bắn mà yếu là khăn băng tầm chết mà vẻ nói khăn băng tầm chết tầm nói mà phí lỡ phụ nọ là phía lờ, mi thì là nọt, dân thì là phía bắc, chỉ đi hai sai, tầm trước tầm nói về phía lờ này chỉ lơ tầm bè nói về phía đông, tầm lơ tầm trước bè ở nọ ở nọ còn bằng, tầm còn bè nói Yoda Benjamin hôm nay phía đông, tầm trước tầm nói phía lờ là lơ sóc đông phung Siri lơ đông phung Israel nói Yoda Benjamin, tầm mùng này dưới hệ sai tầm môn này quay nằm bơ lót ế sai bằng lạ hèm ra kia đập bàn tầm dô sốt ế sai cô xin trong chết bọn em cô bớt trong chết bọn là tu hay phụ trúc mà anh treo chỉ tiết tu hay còn phục lâu phụ tạ mọc bằng Emmanuel Emmanuel xin tầm đất dùng phụ bạn đô cũng trên mà hè mà chứ chế mà hè ta này bọn lại sẽ khá ta lạc khẩn băng ưu á rung răng tầm ở rừng nên ổn hồ khẩn băng nắm tầm phía nói khẩn băng khá lạc chi hê mà đập băng mà kê tu hê tu trú mà ràn tèo nơm nay mà ân nào đập băng mà hê nơm nay mà khúc trêl mà hê lẽ nào đập băng hê em mù kê hê mà kê nào đập băng dù chúng ta mất sự bình an thì chúng ta luôn có sự bình an thì ngay thì giờ đó dân sự Israel trong 12 chi phái đối địch với nhau thì 10 chi phái phía bắc họ chống nghịch hai chi phái phía nam không những chỉ 10 chi phái phía bắc họ có thể còn thêm Syria để đánh bại hai chi phái phía nam trong thời gian đó tiên tri Esai đã cảnh báo rằng chúng ta đừng sợ chúng ta được bình an dù chúng ta chỉ hai chi phái Chúa luôn ở cùng chúng ta nara anu rano he tam ban dong ta la hai tin choi nara anu rano khan mai mra choi kup chri tei map kup la khan mai tin choi ma le ni nam nara anu rano le ngoi phung chrah ngi bra ta la hai choi krai mra hai map bang la hai choi le nui nam do sot jeremy ko ba sin sin trong chit mbae ha sa dong do sot esai nje ta nào tình joy cái ấp tiền chỉ đi tròn khăn băng hẳn khăn băng một kít nát tròn đập bàn ổ tầm tròn khăn băng hẳn một kít tròn sòng sang khăn băng bự ên là que quách một bu nơm hẳn tầm nấy một kít nào đập bàn ổ nên hay sao tròn hay sao một kít tròn đập bàn ổ khăn băng một cái tròn đập bàn tầm tròn khăn băng hăn một cái nào sòng sàng còn nữ hay ra tình chơi tròn một cái tròn đập bàn con người chúng ta ngày hôm nay đi tìm một cái con đường không phải là bình an cho họ nhưng có thể bình an trên đời này nhưng thuộc linh của họ vẫn là thiếu cái sự bình an tầm mặt này xác khăn băng ắt cái kia nào đập bàn tình chơi cái làn thứ vòng sao ao ngút có thể tìm kiếm cơm áo gạo tiền có thể dư dật được bình an có tiền có nhà có xe được bình an nhưng thuộc linh của họ đang có mất an nào đi xuyên khăn băng
tầm huyên nà ra một cái đập bàn nào. Dù có thể chúng ta nhìn bên phải, bên trái mình, đằng trước, đằng sau có thể cười, nhưng trong lòng họ vẫn nước mắt. Khá ta là hành hình bà giáo phân áp, bà má, bà nắp bà coi, khăn bằng cơm, bông xoa áo ngụt kia, nê lư kia, nghi huân kia, prác lê tầm trung kia, mẹ tầm nuôi hâm, tầm huyên khăn bằng, bê mà nào ra ngọt. Dù đi nà ra nào quả anh bà là, khăn bằng một kít nào trong đập bà nổ, tầm trong khăn bằng hắn một kít nào song sẵn. Khăn băng bùm lá quay quách bù nam hành tâm này mô kít nào nào đập bàn ổ. Ê xa anh có pram chít mà xin trọng phàm. Mâm Yêu Sư lạ đồng. Tâm thu xuất nạp ra ngoài Yohan. Yohan có chút quan trọng bảo Yêu Sư lạ. Chẳng hãy rắc rìa trọng à. Ngoài bè Amen. Giê-xu là cướp chinh tròn. Giê-xu là cướp chinh tròn. I'm on the way. Ốc con đi ra tình chua tròn. Tròn này tức. Tròn này rò. Tròn này rai. Tròn này mù thươi tất mà crying brow. Mù kia tu hay. Crying. Mù kia tu hay. Hạt ếch. Mù kia tu hay. Nam ti. Mù kia tu hay crying nam ti. Trời là cướp chinh tròn mà khẩn mày. No pastor, no pope, is say I'm the way for you. Quang ra là cướp chinh trọng. Yi con ông quang đại sĩ nơm hai trò chinh trọng mà con ông ấy chỉ cướp. Lẽ trọng con ní mòn, lẽ trọng con ní tiếp, lẽ trọng con ní hình trọng, trọng này chút, trọng này rõ, trọng này mà rãi, cho nên tôi ảo thương. Nà ra là quang quang ra. Mà lẽ ngô chè, hè kích nơm hè trò, hè nát nơm hè trò, hè dược bác mà nơm hè trò. Giê-xu chinh trọng, tuyển dân khả năng mấy chỉ để cướp tất mà bản đu. Nếu dược khả năng bác, Giê-xu kích trinh tên hành tố áo, kê mà tầm mặt lại kê hình trọng trọng, anh mà lẽ ngô phùng trò, mà băng. Bù nơm trò mà khả năng bác, Giê-xu kích kia nào tầm mặt lại ngân. Lão ác khả năng bác, hè trinh trong hợp dựng. Hè trinh cư bè, cướp hành ngạch đế, dù là hả? Cứ mình làm môn hay một phụ anh ốc ốc chuyện. Tức là dân không cho phép thì giờ dài. Anh em còn nhiều việc khác nữa. Hãy trình cư vẹt không? Tình chối hôm quay mà ra đập bánh. Anh tình chối mà nào rí dư sắc. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm Chúa bình an, thứ nhất cần phải tìm kiếm với nếp sống hạ mình. Tôi biết anh em giỏi giang. Tôi biết anh em học cao. Tôi biết anh em có thể lanh lợi hơn người khác. Trước mặt Chúa, Chúa muốn chúng ta tìm kiếm Ngài với tấm lòng hạ mình. Năng ai cực kích o nô, kích nào plâm mình. Cực kích o nô, tâm tì ức. Cực kích o nô, plâm bước ngơi. Chỉ đi nà ra ơn hút o nô, tôi là hãy tình chối, quay ra, nơm đắp bánh. Anh hãy tình chối, mà nào đi, như sạc. Cướp chứ ta nắp khăn ai mấy, chỉ đi cướp ta nắp bản đu, it's nothing. Hãy tân áp bản đu. Có lẽ năng ai là cướp tân áp khẩn ý. Mà là khẩn ý tân áp bù yên. Ý năng ai là mưu ngoài. Có thể chúng ta trước mặt người khác. Trước mặt vợ và chồng. Mặt bạn bè. Có thể chúng ta có thể thấy mình. Có thể năm mùa anh. Có thể số một. Nhưng trước mặt Chúa. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm sự bình an của Ngài. Thì luôn luôn chúng ta phải có sự hạ mình. Nếu như xin nào quay mà là ta. Như đi hạ đách bì lơ. Phụ nọ là hạt đách bì lờ. Tình chơi của anh ra. Tình chơi của anh ra chỉ đi khăn băng mắm bử. Tôn môn tình chơi khăn băng nhà trọng. Mút tạp bì. Tạp bọn Yerushalem tay này. Tạp là khăn đi hàn tạp bì. Tạp bì dơ thái khăn đi xa ở bọn Yerushalem. Bọn tay nghỉ mơ. Hà mô đề kích trọng áo tạp bì trọng đi. Khăn băng nhà ta này. Nàng ai của anh bè hãy tiết tạp hạt chơi hạt đách này. Tất cả này sẽ ốp một cái ốp chuyện hả đại quan ra hít cái một sao tiệt ta khăn băng lọ khăn băng hăn kia hầm bình khi đông pè hả đại gọt lơ này chỉ đồng bùm bu chuyện khăn băng hay sao em đuôi môn khăn băng y khăn băng chuyện hăn cụm lên tầm pri Babylon rớ y hả đại y bọn Babylon khăn băng chuyện tích tầm bắc chết năm
Yuri bon lai sai hom ae khuk klen ta nai. Ta tam pa riang nam pe koi krai me sui chur te. Yuri khan pang sau bing nai bai na krai ram bo khan pang lop plau yot ma. Taxi tang chiri taxi bo ka. Mo ke pu eng o. Ching phung bon lai sai nam e ta nhot tam pri babylon ku ta nai pa chit nam. Tam pa riang nam krai me sui chur te phung khan pang nai yo ching plau ta Jerusalem tai. Hãy sao nãy anh nói nó, phụng này mắc bằng hẳn, chọn mòn dứt mắc mà bằng chỉ đi, sóc đập đờ nhớ mà bằng lệ đờ này mà mắc mà thực sự bao ca chỉ đi mà thực sự tăng. Họ là người giàu có, ba bác sĩ Đông Phương là người giàu có, ba bác sĩ Đông Phương này là không phải người khác, chính là dân sự Israel. Họ đã lưu đày trước đây 70 năm khi mà Chúa Giêsu giáng sinh. Họ trở lại đem những gì họ có. Tại sao mà họ có như vậy, họ giàu như vậy vẫn đi tìm đấng bình an? Mà bước bằng bằng kia bằng rong bằng tông mâm nào bằng nhờ ta má taxi bao ca chỉ đi taxi tăng nay trình ba ân mặc ngoài ra má nay giữa trình ân ngoài ra Jesus Christ tu bưng gor tam pri tát mang gor ishib mong này yuri hạt đại chay rốt ích khát băng ta làm một kia chấp đỡ phung hạt đại gọi là ân này một kia chấp đỡ trong gặp một là lẽ ô tầm y pen ti là từ má chặt xì bọc cá chỉ đi chặt xì tăng gặp con ông là đệ thầm má ân mặc quần ra chìm đỡ bằng trong tu mong hành tất mà bị y chìm chặt xì bọc cá này đông chỉ nung phun hôi nạp bọc cá quần ra ân mà lẽ ngồi phun cho mà bằng mà lẽ ngồi nè hình tu à si tang ale chieng krai me skih teun nau khet ta si mar kang me khon ai mai chi ri kup nara on hor ono an hai kit kah rawah na krai me skih chur reh ta nan tu a mou chieng teum te am o chi ri uich ta mar kla khon ai mai chi ri kup ta la khon ai mai chi ri kup ntreng chi sak yek mbah ma pang teng chuoy krai mrah nai pokai mrah mou knong pang da khnis yek mbah ma pang teum o ye krai mrah uich tong dong nau ri chieng ha. Nếu chúng ta đến thờ phượng Chúa, nếu chúng ta tìm kiếm Chúa với tấm lòng hạ mình, thì Chúa muốn sử dụng những gì mình có. Những gì mình có, thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là những gì mình có tiền bạc để hầu việc Chúa. Nếu không thì hội thánh đó sẽ chết. Tại vì chính con gái Chúa đi tìm Chúa nhưng trong lòng họ không có Chúa. Ta là nà anu rau nâu hè hay tình chúa ở quanh bà, hay tình chúa ở bà ti, và nuôi nâm hay mô chúa ở quanh bà, nào này chị nông bố, hay tình chúa mà nào khách đường. Tâm đô xuất nào bà hông ngài, chế xa á mốt ngô bà hông trong, quần. Bà hông là mà nghĩ Israel quá, tình chúa hôm cướp, chỉ đi khăn máy mà ra đi. Tình chúa hôm cướp khăn máy mà ra, Đức Giê-hô-va phán cùng dân nhà Israel như vậy. Hãy tìm kiếm ta thì các ngươi sẽ sống. Ngày hôm nay nhiều người tìm kiếm vẫn chết. Cấp là nào dân nào buồn non, là cấp trong ấp nào dân nào buồn kết nào buồn nách, là cấp kết cấp ngay đồng, cấp sau đi pre ngân chuyện, cấp sau cái gì? Anh hẹn là tình chơi, anh hẹn tình chơi cấp thì khẩn may mà ra đi. Anh hứa nó lẽ ngồi nào đi chuyện con đi hẹn là cái nòng nào khát thương. Ta là hai tình chúa kia của anh ra hèm ra đi nào đó hãy cho tâm thương đồng cứ bè mong đồ phùng hè mập sư nà ra. Hôm nay chúng ta gặp thấy điều gì nếu chúng ta tìm kiếm Chúa bình an? Anh em đã có bình an thật sự ở trong lòng hay là chúng ta vẫn mất an? Nên đây ôn hồn ôn hồn ra mâm hề sai nà ra mâm hề mấp nà ra nên đây lẽ tâm nà ri xinh hề cạn kịp lạc được khá ta lạc rì khu sang ôn nô quả lăng mê nô ở quả lăng nào mì thì là hi how are you my friend you good yeah I'm good but in your heart it's not good not peace all the time you worry all the time you worry your mom your dad, your wife, your son, your brother, sister, what going on?
You see me today and you say good and you smile and you see you and me hug and you happy. But in your heart, all the time, you worry. Áp mộng áp na ra hè nông phù khát là hay tầm mập tầm u tầm mờ hơn hay tầm cơm tầm nhúc chân nhúc tay năng ai bảy tí này bây giờ tầm trôm nuôi nấm. Khi mà chúng ta không còn ở chung với nhau, về nhà ở một mình, lúc đó anh em nhiều nước mắt hơn. Chúng ta mất an dần thì là hè đó nó đậm mạnh. Katala hendra anu anu sa coin sa wa sa so no ha mak we lang me coin we lang be tam trom ni nam he mam nau ke hendreo nau chi hendreo arnon. Chúng ta mang nợ ở đời này, mang bệnh ở trong người. Dù con cái, dù chồng ở gần mình, không bao giờ có thể nói là em ơi em có thể lạnh mà không sao, bình an đi. Hoặc là con có thể đến với mình, mẹ ơi mẹ ok không sao, mẹ ok không sao, mẹ khỏi mà. Nhưng mà cái người mang bệnh, mang buồn, mang đau ở trong người, ở trong đáy lòng mình, không bao giờ ai biết được. Ơn hồn ồn hồn, nà ra con ông quay ra, anh nó đâm bàn mẹ. Khá ta là phùng khu bà cháu bà ma bà nạp bà gọi. Ndulmpol, oh no, mồi nhốt nó đập bắn mặt hả nè. Dù anh em chúng ta xung quanh bạn bè, anh em ruột thịt, họ hàng như thế nào, dù họ không bao giờ đem sự bình an cho mình, nhưng mà đấng chúng ta đang tin ngày hôm nay, kiếm ngày hôm nay là đấng bình an cho mỗi tấm lòng. Khát là phùng với giao và ma đi xin đặc đi mộ ai bư mà khi nào là ngọt chỉ bư mà khi nào ua rung răng bư khi nào tẹt mặt khát là tẹt mặt này pu màu sắc ya quan ba sang ya nơm khi tình chua anh ra chìng nơm đập bàn như thế sao nào bên ngoài chế ta pu ta mò bằng chìng nơm hết cái đó chìng nơm plau anh ra chìng brandu nào thưa ấy. Chỉ rí bước nó rõ, chiên quanh bác đắp băng. Hay sao ta nơm hết cái hơn. Tâm con ông quanh bác thì nơm hết cái hơn. Ta dần thì là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, là cha đời đời, là Chúa bình an. Đó là đấng anh em tìm kiếm. Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta đã gặp được điều gì? Mơn đưa hai sao gọi à? Anh nói ông nội. Tầm tròn ta mơn đưa hai là anh nào đập bắn ta nàng tu mà lẽ ngồi phụng ní mà phụng quay mặt bằng quay. Là quay mặt của anh bà hồ ngân nghiên. Nà ra hư. Nào quay huynh. Nào đập bắn của anh bà cũng trêu tầm áp nầm hề. Anh hãy tình chui hơ ơ ơ ơ tình chui hò. Của anh bà đập bắn. Anh hãy tình chui hò. Hãy tìm kiếm Chúa bình an mỗi ngày khi chúng ta còn sống trên đất này. Đừng có nói rằng tôi đã tìm lâu rồi, tôi đã tìm bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi vẫn không có sự bình an. Lỡ hay là cứ phải chơi chỗ năm chỉ, cứ phải chơi chỗ na chỉ, cứ một sáng nào đập bàn, đi là khăn ai mấy chỉ cứ chơi, bài phung nên tôi chơi được. Hay một chơi mà lại nín hầm ổng, tôi là hành gân của anh mà này, nó là ao nâu hè. Chân trần du con nghi ra hè mơ đưa hè sau nà ra hè gặp yết phùng bao tầm này mặc ngoài ra elor mà cướp chưa nào tây à. Chúng ta cùng nhau bằng tông viên Chúa sẽ tông viên Chúa trước khi chúng ta kết thúc bài giảng.